đang chống lưng cho Hamas. Kính thưa quý vị, có rất nhiều người trên thế giới vẫn còn đang bàng hoàng chấn động sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas tại dải Gaza nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Kinh ngạc về quy mô và mức độ thiệt hại mà cuộc tấn công gây ra ở ngay tại hiện trường, nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Lực lượng Hamas tại sao lại có thể tạo dựng được sự bất ngờ này? Hàng ngàn quả rocket và tên lửa, máy bay không người lái thả thuốc nổ cùng với nhiều đạn dược và vũ khí nhỏ được Hamas sử dụng trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Bị phong tỏa suốt 17 năm, vậy thì họ lấy vũ khí từ đâu ra? Ai, quốc gia nào đứng sau hậu thuẫn cho Hamas? Về phía Israel thì có một lực lượng tình báo vốn lừng danh, ngay cả Mỹ đã không hay biết gì cho đến khi tên lửa nổ ra ở dải Gaza. Có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra như vậy và ở tin phân tích ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bàn luận về chủ đề này quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, vào thời điểm này đây, Gaza đã tiến gần hơn đến một thảm họa nhân đạo khi số lượng người tử vong tăng lên, các nguồn cung thiết yếu cạn kiệt. Trong bối cảnh, Israel đang phải tập hợp xe thiết giáp tại khu vực biên giới của vùng đất này, bao vây toàn diện, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi Israel kiềm chế. Tuy vậy, thì vào ngày 13 tháng 10, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã thông báo rằng các đơn vị tăng thiết giáp cùng bộ binh nước này đã tiến vào Israel để truy lùng và ngăn chặn các nhóm vũ trang với tên lửa chống tăng dẫn đường có ý định xâm nhập vào lãnh thổ Israel. IDF cho biết đã hạ một số tay súng trong khu vực, trong đó có đơn vị Hamas từng phóng tên lửa chống tăng vào Israel. Còn Thủ tướng Netanyahu thì cho rằng Israel chỉ mới bắt đầu đáp trả vụ tấn công của Hamas với các đợt không kích và tiến công cục bộ vào dải Gaza. Ông nói, tôi không thể tiết lộ điều gì sẽ xảy ra, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, và tái khẳng định cam kết sẽ tiêu diệt Hamas, giành chiến thắng với toàn bộ sức mạnh. Sau khi cuộc chiến xảy ra, nhiều nhà bình luận cho rằng Hamas thực ra là đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có chủ đích. Kế hoạch tình báo công phu. Theo Reuters, Hamas đã tạo vỏ bọc rằng tổ chức này đang chỉ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề việc làm và cải thiện kinh tế cho những người Palestine trong nhiều tháng qua. Để qua mặt Israel, họ trưng ra bên ngoài vỏ bọc không muốn chiến đấu hay là đụng độ với Israel, nhưng trên thực tế lại đang chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ khiến cho Tel Aviv bị lừa. Từ trước đến nay, Israel vẫn luôn tự hào rằng lực lượng tình báo của mình đã ở sâu bên trong Hamas và biết rõ nội tình. Vậy là những người đứng đầu Hamas đã giữ bí mật tuyệt đối về chiến dịch tấn công. Trong suốt thời gian trước ngày 7 tháng 10 vừa qua, binh sĩ Hamas đã phải tăng cường tập luyện mà không hề hay biết họ sắp tham gia một trận đánh lớn. Ngay cả nhiều lãnh đạo Hamas cũng không hề hay biết về kế hoạch này, và trong khi huấn luyện, 1.000 chiến binh được triển khai trong cuộc tấn công cũng không biết mục đích chính xác của cuộc tập trận. Còn đài Sky News khẳng định sự chủ quan của Israel cao đến mức khi Hamas xây dựng một khu vực giống hệt khu định cư người Israel để diễn tập đổ bộ. Israel chắc chắn đã thấy chúng, nhưng họ vẫn không nghĩ nhóm vũ trang người Palestine sẽ thật sự hành động. Bất chấp chỉ trích từ phía một số người vốn ủng hộ phiến quân Hamas, các lãnh đạo Hamas vẫn im lặng. Điều ấy giúp tạo ấn tượng rằng tổ chức này thực sự đang quan tâm đến kinh tế chứ không phải một cuộc chiến mới. Ví như tại bờ Tây, khu vực mà Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và nhóm Fatah của ông kiểm soát đã chế nhạo Hamas, cáo buộc các nhà lãnh đạo Hamas chạy trốn đến thủ đô Ả Rập để sống trong những khách sạn và biệt thự sang trọng, bỏ mặc người dân của họ ở Gaza rơi vào cảnh nghèo đói. Vậy là Israel chuyển trọng tâm khỏi Hamas, dành sức lực cho việc thúc đẩy một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, còn một lý do quan trọng khác nữa, đó là lý do gì? Sự chia rẽ của Israel và suy yếu của đồng minh Hoa Kỳ. Theo chuyên gia James Goris, tại thời điểm này, Israel đang có những chia rẽ sâu sắc, dai dẳng và công khai trong chính phủ cũng như là người dân xung quanh các vấn đề quản trị cốt lõi. Sự chia rẽ này thậm chí có thể đã ảnh hưởng sâu sắc đến giới lãnh đạo lực lượng phòng vệ Israel IDF. Còn về phía Mỹ, đồng minh số 1 của Tehran thì sao? Theo ông Goris, việc chính phủ Tổng thống Joe Biden mở phong tỏa 6 tỷ đô la Mỹ cho Iran để đổi lấy một số con tin là minh chứng mới đây nhất cho sự yếu nhược của Washington, và họ cũng không được Tehran hay Moscow cảm kích. Chuyến rút quân trong rối loạn và thảm hại của chính phủ Tổng thống Joe Biden khỏi Afghanistan vào hồi năm 2021 vốn đã để lại thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ đô la rơi vào tay những người Hồi giáo cực đoan.
chính phủ của ông Joe Biden được cho là đã nỗ lực một cách giả tạo nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran. Cùng với nó là thái độ coi thường của giới lãnh đạo Trung Quốc đối với Hoa Kỳ. Tất cả đều cho thấy sự yếu nhược về mặt chiến lược và sự thiếu ý nguyện chính trị ở Washington. Vào ngày 11 tháng 10, cựu Tổng thống Trump cho rằng việc Tổng thống Biden gỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran khiến cho Tehran có nhiều năng lực tài trợ cho Hamas. Ông nói, lúc tôi còn lãnh đạo, Iran chỉ là một quốc gia yếu, khánh kiệt và khao khát có được sự cảm thông. Còn giờ đây họ giàu có quá chừng, họ có trong tay hàng trăm tỷ đô la và có lẽ chỉ 90 ngày nữa thôi là họ có được vũ khí hạt nhân rồi. Giờ đây, chính phủ Hoa Kỳ cam kết nỗ lực giải cứu các con tin sát cánh cùng với Israel. Nhưng liệu nó có khiến cho Mỹ rơi vào một cái bẫy chiến tranh tại Trung Đông hay không? Mọi việc có thể sẽ diễn biến rất nhanh chóng trong thời gian tới. Nhưng thực tại thì nhiều chuyên gia cho rằng Hamas đã gài bẫy Israel khiến cho Tehran rơi vào một phản ứng gay gắt làm phá vỡ mối bang giao của Tehran với các quốc gia Hồi giáo. Việc Hamas sát hại và bắt cóc thanh niên, cưỡng nhục phụ nữ, người già, trẻ em là mang tính chiến thuật chứ không hẳn là mang tính chiến lược. Cuộc tấn công đầu tiên không phải để làm cắt đứt liên lạc hoặc chiếm quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng, mà dường như là Hamas đang làm giảm uy tín của Israel trong mắt các đối tác khu vực và thế giới, cũng như là làm hài lòng các nhà tài trợ bài Israel của Hamas ở Tehran và Moscow. Thủ tướng Netanyahu vốn được xem là ngài an ninh của Israel. Trong hơn 3 thập niên lăn lộn trên chính trường Israel, ông cũng được gọi là Pháp Sư vì khả năng giành được chiến thắng ngay cả khi đã nắm chắc phần thua, hay còn được gọi là Vua Bibi vì ở trên đỉnh chính trường Israel lâu hơn bất kỳ ai. Ông Netanyahu đã xây dựng sự nghiệp chính trị của mình với những cam kết về đảm bảo an ninh quốc gia cho Israel. Nhưng cuộc đột kích đẫm máu của Hamas cuối tuần qua đã làm lung lay hình tượng đó. Không chỉ vậy, cuộc tấn công của Hamas còn phá vỡ hòa bình đang mở rộng giữa Israel và quốc gia Hồi giáo, phá vỡ ngành năng lượng đang phát triển của Israel vốn cần cung cấp năng lượng cho châu Âu trong mùa đông sắp tới. Những ai đang chống lưng cho Hamas? Sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, thì cộng đồng quốc tế đã phản ứng như thế nào? Về phía Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Blinken cho biết trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao đưa ra, hành vi khủng bố là không thể nào biện minh. Chúng tôi sát cánh cùng chính phủ và người dân Israel và gửi lời chia buồn tới những người Israel thiệt mạng trong các cuộc tấn công này. Ngũ giác đài sẽ cử máy bay tàu chiến tới gần Israel để trợ uy. Liên Hợp Quốc cùng với nhiều lãnh đạo của các nước như là Đức, Pháp, Canada, Vương quốc Anh, Ukraine, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cũng đã lập tức lên án. Tương tự như lập trường về việc Nga tấn công Ukraine, trong cuộc họp báo vào hôm thứ Hai ngày 9 tháng 10 vừa qua, mặc dù được đặt câu hỏi những 16 lần từ các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài liên quan đến vụ Israel bị tấn công, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối lên án hành động gây hấn của phiến quân Hamas. Thậm chí, một số cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc tại Hồng Kông như Văn Hối báo, Đại Công báo thì lại liên tục đăng bài biện giải cho hành động của Hamas, bất chấp việc Hamas bị nhiều nước như là Mỹ và châu Âu coi là tổ chức khủng bố. Nghi vấn Bắc Kinh đào tạo thủ lĩnh cấp cao của Hamas. Vâng, kính thưa quý vị, Israel hiện đã công bố danh sách trả đũa, trong đó có thủ lĩnh cao nhất của Hamas là Imai Nayef và chỉ huy quân sự tối cao Mohammad Diab. Cái tên Mohammad Diab có nghĩa là khách trong tiếng Ả Rập và người ta nói rằng ông ta thường di chuyển trốn trong nhà người khác để đảm bảo an toàn. Tên ban đầu của ông là Mohammad Maris. Người này hành động bí ẩn và chỉ có một số bức ảnh được công bố. Ông ta chưa bao giờ trả lời phỏng vấn giới truyền thông và gần 30 năm qua không xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, rất ít người nhìn thấy bộ mặt thật của ông. Cơ quan tình báo Israel Momas cũng không có bức ảnh nào gần đây về ông. Thế nhưng người ta thấy giọng nói của ông xuất hiện trong một video phát hành vào ngày 7 tháng 10, vài giờ sau cuộc công kích. Là một chỉ huy quân sự hàng đầu quan trọng của Hamas, Mohammad Diab đã thiết kế các loại vũ khí đặc trưng, tên lửa Qassam và mạng lưới đường hầm hành quân dưới lòng đất ở Gaza. Năm 1996, ông chịu trách nhiệm về vụ đánh bom xe buýt ở Jerusalem và Ashkelon, khiến cho khoảng 50 dân thường thiệt mạng và đã trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhất. Vậy năng lực quân sự của Mohammad Diab đến từ đâu? Có phải là Iran hay không? Theo một bài viết trên Vision Times thì câu trả lời là không, thưa quý vị.
Vào ngày 11 tháng 10, tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, người tiết lộ tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đã tiết lộ rằng Mohammad Diab đã theo học tại trường chỉ huy kỹ thuật quân sự Thạch Gia Trang ở Trung Quốc, trường trực thuộc Cục Phát triển và Thiết bị Quân sự của Trung Quốc và được đặt tên là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự năm 1986. Nhà phân tích chính trị Tần Bằng thì cho rằng thông tin trên có độ tin cậy rất cao, hiện có nhiều nghi vấn rằng Bắc Kinh hậu thuẫn cho Hamas và chính quyền Trung Quốc đã háo hức với bất cứ điều gì có thể gây rắc rối cho Hoa Kỳ. Có dữ liệu cho thấy kể từ năm 1957, chính quyền Trung Quốc đã đào tạo hàng chục nghìn sĩ quan chỉ huy cấp cao cho hơn 100 quốc gia trên thế giới. Trong đó, riêng trường chỉ huy quân đội Nam Kinh đã đào tạo 5 chủ tịch nước, 1 phó chủ tịch nước và hơn 100 bộ trưởng quốc phòng, các tướng lĩnh vũ trang, tư lệnh, tổng tham mưu trưởng và các tướng lĩnh cấp cao khác. Tất nhiên là Bắc Kinh sẽ không thừa nhận điều này, nhất là khi những tội ác mà Hamas gây ra khiến cho thế giới chấn động và sự phẫn nộ của những người chính nghĩa trên thế giới ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng liệu sự thật có thể bị che giấu mãi hay không? Thời gian tới sẽ là câu trả lời cho chúng ta. Và video phân tích hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến hết video, đã đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người hơn biết nữa. Chúng tôi là chương trình Khỏe Tự Nhiên. Xin kính chào và hẹn gặp lại!